Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Mitsubishi Triton bản full option chốt lịch ra mắt tại Việt Nam. Đại lý báo giá tạm tính cao nhất chỉ có 865 triệu đồng. Ngày mai, mùng 8 tháng 11, phiên bản mới của Mitsubishi Triton sẽ được trình diện tại Việt Nam, hoàn thiện hơn về công nghệ, đáp ứng nhu cầu mà nhiều khách hàng trong nước đòi hỏi trước đây. Mitsubishi Triton thế hệ mới được bán ra tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, hai phiên bản khi đó nhận được không ít lời nhận xét từ khách hàng rằng thiếu trang bị khi so sánh với bản bán tại Thái Lan. Bởi vậy, ngay trong ngày mai, mùng 8 tháng 11, Mitsubishi sẽ bổ sung thêm phiên bản Triton mới với đủ đồ chơi hơn. Theo đó, Mitsubishi Triton mới sẽ ra mắt trong sự kiện Mitsubishi Festival diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây, hãng xe Nhật sẽ mang đến Triton mới 3 bản đặc biệt của Outlander, Piero Sport và Expander cùng mẫu concept GT PHEV. Mitsubishi cho biết mẫu xe Triton là phiên bản nâng cấp toàn diện với những cải tiến cả về vận hành và hệ thống an toàn chủ động hỗ trợ người lái. Nhiều khả năng khách hàng sẽ được lái thử Triton 2020 ngay tại sự kiện bởi hãng đã bố trí địa hình nhân tạo để thử xe và mời chuyên gia đến từ đội đua Racing Aka đồng hành. Tư vấn bán hàng đại lý đã tiết lộ sớm những trang bị trên Triton mới. Theo đó, mẫu bán tải này có thêm tính năng đèn pha tự động, hệ thống rửa đèn và bên trong xe bổ sung cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Công nghệ an toàn có thêm một loạt hệ thống mới như giảm thiểu va chạm trước, cảnh báo, điểm mù, báo phương tiện cắt ngang phía sau, báo lệch làn đường, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảm biến góc trước, cảm biến lùi cùng 7 túi khí. Khả năng vận hành được tối ưu hóa với khóa vi sai cầu sau phiên bản 4x4. Người bán hàng cho biết đây là bản nâng cấp dạng được trang bị đầy đủ full option cho Triton với tên gọi Triton 2020. Diện mạo xe không đổi bởi đây chưa phải là một bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift. Một điểm mới nữa đối với mẫu Triton được đại lý hé lộ là tất cả các phiên bản đều nâng cấp sang diện mạo mới, giá bán cũng thay đổi. Kiểu dáng cũ sẽ được thay thế hoàn toàn bằng form mới, 6 bản với tên gọi là giá bán tương ứng là Triton GLX 4x2 MT 600 triệu đồng, GLX 4x2 AT 630 triệu đồng, GLX 4x4 MT giá 675 triệu đồng, GLX 4x2 AT 740 triệu đồng và GLS 4x4 AT giá 865 triệu đồng. Bản full option của Triton khá cạnh tranh với Ranger khi mẫu bán tải Ford có giá cao nhất là 918 triệu đồng. Với một loạt công nghệ mới, Mitsubishi Triton thêm phần cạnh tranh với Ford Ranger. Ranger đang là ông vua doanh số trong 9 tháng đầu năm của năm 2019, đồng thời là vua công nghệ trong phân khúc xe bán tải. Thị phần Ranger trong phân khúc chiếm hơn 56%, Triton đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số bán tải sau Hilux của Toyota. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.